Trời ơi, cái quán này ta nói nó mát mẻ giữa rừng đảo quá mọi người ơi. Chuyện là cách đây 2 tháng Phúc đến Đà Nẵng công tác mấy hôm, ông anh lớn đồng nghiệp hỏi chứ mấy giờ em bay về Sài Gòn. Phúc mới bảo là 3 giờ chiều lận anh. Ông mới bảo là được rồi, anh sẽ dẫn em lên cái quán này ở ngay chân núi bán đảo Sơn Tràm mà ít người biết chỗ này. U là trời, nghe nói đã thú vị rồi. Hôm trước thì Phúc giới thiệu cho các bạn cái khu gà chỉ ở Quy Nhơn, thì ở đây ngồi ăn trên những cái tấm phản to y như vậy á. Mà ở đây là chân núi Sơn Tràm nha. Các bạn đi cầu Thường Phước chạy thẳng sẽ gặp cầu Mương Quang, gặp ngã tư rẽ trái Ý Kiêu, đi một hồi gặp ngã ba rẽ phải lên ra đa Sơn Tràm nha. Trưa nay thì tụi mình ghé quán Tuân Núi ăn trưa. Các bạn có hiểu cái cảm giác ngồi giữa rừng nghe tiếng chim kêu rồi ăn trưa gió thổi tao nó mát rượi luôn mấy má ơi. Ở đây chuyên về các món gà thỏ vịt xiêm. Lúc một phút mới ngồi vô thì ông anh đã gọi một con thỏ làm hai món là 400.000, một con vịt xiêm 550.000, thêm một ít rau bánh ăn kèm nữa. Đồ ăn ở đây thì Phúc thấy nêm nếm ngon, thấy món nào cũng vừa miệng. Vịt xiêm thì không có bị mỡ nhiều, các món được làm như là chiên xả với lại lá chanh nấu măng ăn cùng với lại bánh mì. Ở đây thì kiểu như gia đình cũng không phải là nhà hàng sang trọng gì đâu nha, cho nên nếu mà có dịp thì các bạn nhớ trải nghiệm nha. Các bạn đừng quên nốt lại để có thể khám phá thêm nhiều video trải nghiệm du lịch cùng Phúc ở khắp mọi miền Việt Nam nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.